Hello cả nhà xe đạp, bảy xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con Rigetton. Đây là một dòng Rigetton, nó giống tương tự như cái dòng Lococo, nhưng mà nó khác model một xíu. Con này là Kazuna. Con này thì cái sườn nó hơi cong hơn cái con Lococo. Con xe Lococo là con xe màu trắng ngọc trai mình mới bán cách đây khoảng 2 ngày ha. Thì bữa nay về con tương tự như thế này. Con này thì là xe đời cao nha cả nhà, xe đời cao và xe còn rất là đẹp luôn, nguyên zin. Con này thì đi 3 số trong, cũng là sườn thép rắc co, cũng là 27 inch, và con này thì đi dây sơn 3 số. Để vô chi tiết cho anh em xem. Con này thì ngoài cây sườn thép ra thì còn lại là đồ inox nha anh em. Đây, niền đây. Gác đầu bu inox luôn, chân trống cũng là inox, niền cũng là inox. Có con này thì ba ga sau thì nó là ba ga sau là sơn ha, nhưng mà cũng là zin theo xe luôn. Con này thì cho trả 18 kg, nhưng mà thực chất ra thì mình trả thêm một trẻ em ở ngoài sau 30-40 kg cũng được bình thường. Cái này thì mình nói rất là nhiều ha. Con này thì gọi là màu xanh cửu long nha cả nhà. Con xe này là con xe đời cao nha, tên cũng là Kazuna. Kazuna ha. Đây, đùm trước là đùm năng lượng nè, cây sườn của nó là cây dưới á, là sườn tròn, cây trên là hai ống ha, hai ống nó dạng như nó hơi cong nhẹ, nó hàng trực tiếp vô cái cây sườn đứng này luôn nè. Đây, nồi địa nhật. Chung là nhìn cũng rất là đẹp. Xe này thì dạng như là nam nữ gì đi cũng được nè, cái tay của nó cong cong ra sao vậy nè. Mình nói là mấy chú mấy bác mà lớn lớn tuổi rất là thích mấy con xe như thế này, tại vì đi nó không có mỏi lưng á. Nhiều khi cái tay lái thẳng quá thì người lại thích, người lại không thích. Người thì lại thích cái tay lái nó hơi cong nhẹ vậy. Đó, như thế này thì cái khoảng cách giữa yên và tay xe thì nó sẽ gần, thì mình không cần phải chồm ra trước quá nhiều, cũng rất là hay ha. Nước sơn zin nó có chảy xước một số chỗ như thế này ha, một số chỗ nó hơi lem lem. Đây, đùm trước là đùm năng lượng ha, đèn led nè, đùm năng lượng nè, niền trước niền sau giống nhau ha. Đây, Rigetton hết, đồ Rigetton hết nha cả nhà. Đây, rổ là rổ inox lớn luôn, rổ xịn luôn nha, 3 số Shimano Nexus. Chuông cũng của Rigetton luôn nè, tay nắm rồi này kia là zin theo nó hết ha, yên là cũng Rigetton luôn. Trời, ok, một con Rigetton Kazuna 27 inch sườn thép rắc co, xe sẽ được ship toàn quốc, thì ở đâu ship cũng được hết, cọc từ 20% giá trị xe trở lên hoặc tối thiểu là 1,5 triệu thì sẽ bắt đầu ship xe, phí vận chuyển sẽ được tính riêng cộng với giá xe. Tùy vị trí, tùy địa điểm thì cái tiền ship nó khác nhau. Con xe này sẽ được bán, và con xe này sẽ được bán với giá là 5,8 triệu cộng phí vận chuyển. Cách nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 0898831244. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn anh em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.